là ai? Cà phê. Ít. Một chọi một ra cột đồng hồ. Anh lại ăn mì à? Ừ. Ăn nhiều táo. Ý em là anh cứ ăn mì nhiều nó nóng nhưng chả táo à? Trời ơi. Chắc là có giai đẹp nào nó khen xinh nên là sướng quá tự cười một mình đúng không? Chứ sao nữa? Em nói thật ra xin kết bạn với em đầy ra ấy. Ừ. Khối người còn rủ em đi ăn, đi uống, đi cà phê này. Ôi. Em đã đồng ý đâu. Toàn thằng hãm. Răng thì vẩu, người thì lùn. Có ảnh gì nữa. Toàn hot boy 6 múi thôi. Này, nếu không ấy thì cũng là cái thành phần mà tự giới thiệu về bản thân là đại học bôn ba, rồi công tác tại gia. Rồi chỉ có những thằng rách việc ấy thì mới tán gái ở trên mạng thôi. Xin lỗi anh luôn đi. Em nói thật với anh nhá. Ở đây nhá, toàn comment xong rồi á, inbox để xin kết bạn với em nhá. Kể sơ sơ cho anh thấy thôi. À. Nếu mà ở mảng coi như là kinh doanh nhá, toàn chủ đầu tư đi xe bốn bánh. Ừ. Nếu kể ở mảng thể thao nhá, toàn hot boy 6 múi luôn. Ừ. Mà còn ở giới văn nghệ sĩ nhá, toàn nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ thôi. Thế sao oách thế thì không rủ nhau đi chơi đi, ngồi nhà bấm điện thoại. Em còn phải lọc chán. Chứ có phải ai rủ em cũng đi đâu. Em nó không có dễ dãi nha. Anh ăn xong chưa? Xong rồi. Em cất đi cho. Chút ngày. Đây, con nhà thế này. Cháu ơi, khổ quá ra vườn hoa mà chơi chứ đây để bác bà đã. Tôi lại cứ tưởng đứa trẻ con nào. Xin lỗi nhá. Hello, how are you? I'm fine, thank you. Chắc bác không hiểu tiếng Anh đúng không? Em chào bác. Chào anh. Bác cho em hỏi đây có phải là quán cà phê Tôi Là Ai không ạ? Đúng rồi, đây là quán cà phê Tôi Là Ai. Đây này, tôi có ghi rõ ràng ở trên biển đây này. Đấy. Úi dồi ôi, biển Bắc treo cao thế kia thì làm sao em nhìn thấy được. Này, thế anh ăn sáng hay là uống cà phê luôn? Em ăn sáng rồi, thôi cho em cà phê thì cũng được. À, thế được rồi. Thanh ơi, có người uống cà phê nhá. Này, thế bạn của anh tên là gì? Nickname của cô ấy là Thanh Enzo. Thanh Enzo. Enzo Thanh. Thế thì đúng rồi. Này, cô Thanh cô ấy đang ở đây đấy. Đúng rồi. Thế nick của anh là gì? Nickname của em ấy, Jimmy Khánh. Nghe có vẻ Tây đấy. Dạ. Thế có họ gì với Jimmy Nguyễn không? Chả liên quan. Em mới lấy nick đi cho nó Tây thôi. Anh ơi, cà phê đây ạ. À, đây, bạn Facebook của em đấy. Enzo Thanh đấy. Enzo Thanh đấy ạ. Ừ. Ui, em đẹp hơn trong Avatar. Nhưng mà xin lỗi, anh là ai ạ? Thế em không nhận ra anh à? Anh là Jimmy Khánh. Hôm qua em vừa chat với anh, xong rồi em còn cho anh địa chỉ đến đây. Thì anh biết địa chỉ anh đến chứ. Ôi dồi. Ôi dồi anh ơi, thế nhưng mà ở trong Avatar nhìn như Brad Pitt cơ mà. Sao ở ngoài đời trông lại một mẫu thế này á? Đây. Ui. Ôi dồi. Nhìn anh cũng có nét Brad Pitt còn gì nữa. Chẳng qua là anh chỉnh sửa Photoshop nó hơi quá tay một tí thôi. Chứ anh vẫn có nét Brad Pitt mà. Trời.
hai bạn Facebook gặp nhau vui vẻ nhá. Tôi xin phép. Anh Tuấn. Sit down, please. Cà phê của anh đây ạ. À? À, anh Tuấn đây, chờ em, anh Tuấn ơi. À. Em Rô Thanh, chúng mình đã có thì trao đổi được với nhau đâu mà em đã bỏ đi sớm thế. Quán ơi! Chủ quán ơi! Anh uống nước ạ? Không! Tôi đây có phải là quán Tôi Là Ai không? Vâng! Đây chính là quán cà phê Tôi Là Ai đấy. Thế anh uống gì để tôi làm? Tôi có hẹn bạn đây. Anh ơi! Thế bạn anh đến chưa? Bạn tôi hẹn tôi ở đây mà. Bạn anh ở đây luôn ạ? Ừ. Bạn của anh là thế nào ạ? Bạn trên Facebook mà. Bạn Facebook. Thế nick là gì ạ anh? Enzo Thanh. Thanh Enzo. Thanh Enzo. Vâng, thế thì đúng là ở đây rồi đấy ạ. Anh cứ ngồi đây nhá. Thế giờ tôi gọi em nó. Gì à? Này, có bạn Facebook của em đến đây này. Ra đi. Anh ơi, thế nick của anh là gì? Hot boy 6 múi. Hot boy. Đấy anh ơi, thế anh có mấy nick? Chỉ có một nick đấy thôi, nick chính mà. Thế nhưng mà anh có chắc là mình 6 múi không? Thế ông này, hỏi vớ vẩn. Này, nick ở Facebook, mà Facebook là Facebook ảo. Gì thích 6 múi thì cũng như 1 múi thì có gì đâu. Tôi hiểu rồi. Tức là hot boy ảo. À quên, 6 múi ảo. 6 múi. Chứ thực ra của anh chỉ có 1 múi. Nick của anh ấy là hot boy 6 múi. Gì ra đi nhá. Anh ở đây, em nó ra ngay bây giờ. Thế anh uống gì để tôi làm? Ở quán này cái gì là sang nhất, đắt nhất, mang ra đây. Ủa quán tôi thì nhiều món lắm. Thế thì cho một cốc sinh tố đá. Sinh tố đá tức là thế nào anh? Thì là đá xay ra cho nước nọc vào. Thôi được rồi, tôi cứ đem một cốc đá xay vào một cốc nước lọc rồi anh tự pha nhá. Đúng ý rồi đấy. Thế anh ngồi đây nhá. Sao thế? Hot boy 6 múi đấy. Trông ở trong hình nó sang chảnh cơ. Trông nó khác, sao ở ngoài đời trông gớm này. Photoshop đấy. Photoshop thì cái gì mà chả làm được đấy. Cao 1m1 nhá. Nó chỉnh một cái thì thành 1m8. Bụng to như cái trống ấy. Thế nó chỉnh cái thì thành hot boy 6 múi. Cái gì ra đấy? Đúng là không tin được anh nhỉ. Toàn lừa đảo. Dì lại còn bảo là không tin. Tôi nói cho dì biết nhá, bao nhiêu lần dì chụp ảnh camera 360 rồi đăng lên trên Facebook, thế cũng là ảo. Ảo? Tôi nhìn dì xinh đến mức mà còn không nhận ra cả dì. Anh cứ nói thế, ở ngoài đời trông em cũng xinh, nhưng có phải là lên đấy em mới xinh đâu. Đấy, có giỏi thì cứ tin vào ảnh ở trên Facebook nữa đi. Bạn của dì dì ra mà tiếp. Tôi anh ra cho em cái. Thôi, chuyện này không biết đâu. Enzo Thanh, cho cốc trà đá. Anh rồi,
em với anh chẳng nói chuyện inbox với nhau mãi ở trên Facebook. Hôm nay thì mới được gặp người thật ạ. Anh uống nước đi ạ. Xin cảm ơn người đẹp đã cho anh cốc trà cùng một vài viên đá mát lạnh tới ruột già. Anh ơi, em biết là anh làm thơ rất hay. Ở trên Facebook anh cũng làm thơ rất là nhiều. Nhưng mà ở ngoài đời như thế này anh cứ nói chuyện bình thường đi ạ. Anh vẫn nói bình thường để được người đẹp thương. Tâm hồn anh là vậy, thơ sáng tác trên giường. Em biết thơ là văn vần, nhưng mà em thích nói chuyện bằng văn xuôi cơ ạ. Người thường nói bằng văn xuôi, anh đây đặc biệt nên nuôi văn vần. Anh ơi, em hỏi khí không phải chứ. Ở trên Facebook anh cũng làm thơ rất là nhiều. Ở ngoài đời anh cũng nói bằng thơ. Anh không chán ạ? Chán làm sao được. Thơ chính là hồn ngấm vào trong máu, gặp người trong mộng dập dồn tuôn ra. Em nói thật nhá, nếu như mà nói chuyện với em anh không nói bình thường được, anh không nói bằng văn xuôi thì em xin phép. Chứ ở trên Facebook nói chuyện với anh cũng toàn bằng thơ, bây giờ cũng lại phải nghe anh nói bằng thơ như thế, em không chịu được ạ. Em ơi, anh sẽ cố thổ lộ bằng văn xuôi. Nếu có lòi tí đuôi thì tùy em cắt gọt. Xuôi đâu mà xuôi, vẫn bẩn đấy chứ. Mồm thì nói xuôi mà cái lưỡi cứ quấn vào răng như kia thì xuôi làm sao được. Em nói em hâm mộ những bài thơ ngôn tình đã viết trên Facebook anh sáng tác một mình. Giờ bỗng em thay đổi, thế là bất thình lình. Lần sau nhớ báo trước để người ta sửa mình. Rồi ạ. Ở trên Facebook cũng thơ thơ thơ, bây giờ gặp cũng thơ 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 thơ. Mồm thì nói là xuôi mà lưỡi thì cứ quấn vào răng như kia thì xuôi làm sao được. Muốn xuôi thì phải thẳng cái lưỡi ra thì nó sẽ khác xuôi. Rồi ạ. Anh Tuấn ơi, làm sao? Em nói cho anh biết nhá, từ giày có khách ấy, anh ra mà bán hàng, em chỉ lên đây ở với anh chị thôi, chứ không phải em lên đây để phục vụ khách nhà anh nhá. Ok, anh tưởng đây là bạn Facebook mà bên mảng văn nghệ sĩ cơ mà. Văn nghệ sĩ cái gì mà văn nghệ sĩ? Dở người. Trời ông ơi, ông phải nên hiểu rằng là cái mạng xã hội ấy, là ở đó con người ta sống trong toàn ảo tưởng hết. Nhưng mà ảo tưởng về điều gì? Đấy, ảo tưởng về điều gì ấy à? Em chả bao giờ ảo tưởng. Không, chúng tôi đang nói về cái ảo tưởng bản thân. Bởi vì ví dụ nhá, đăng một tấm hình lên mạng xã hội, sau đó là viết một vài dòng chửi bới, thế là mọi người nhao vào like rồi comment. Thế là cứ tưởng mình là trung tâm, là cái rốn của vũ trụ, cho nên mới ảo tưởng với bản thân. Nên ở đời phải biết mình là ai, là vì thế. Phải không? Vẫn là cái câu hỏi tôi là ai. Vậy mà chẳng mấy ai hiểu được điều đó. Anh hỏi buồn cười. Em thì vẫn là em của anh chứ là ai mà anh hỏi thế. Thì đúng rồi, dì Thanh vẫn là em của ông Tuấn. Đấy. Nhưng mà để biết mình là ai thì trong đạo Phật nói rằng là phải luôn tự dân mình thực hành bát chánh đạo, trong đó có chánh niệm cô ạ. Nhưng mà em nghĩ ảo tưởng mà đem lại niềm vui với lại không có hại thì mình ảo tưởng một chút cũng có sao đâu ạ. Thế nhưng mà cô biết thế nào là ảo tưởng có hại và ảo tưởng nào là không? Bởi vì ảo tưởng sinh ra ảo tưởng. Có những cái ảo tưởng mà cô tưởng là vô hại nhưng mà nó vẫn có cái hại ở một khía cạnh nào đó. Gì là luôn ảo tưởng về sức mạnh của mình. Dì ảo tưởng rằng là mình trẻ trung xinh đẹp hấp dẫn quyến rũ. Rồi dì gieo rắc cái ảo tưởng ấy vào cho những cái chàng trai mà tìm đến đây gặp dì đây này. Anh nói như thế thì quá là anh bảo em không nên dùng mạng xã hội nữa à? Không, mạng xã hội rất tốt, không ai phủ nhận điều đó. Đấy. Bởi vì mạng xã hội nó đem đến cái sự giao lưu giữa con người với con người trên toàn thế giới. Nó là cái nơi chia sẻ thông tin, chia sẻ những tình cảm và mọi thứ trong cuộc sống mà những cái điều kiện khác không thể cho phép. Mạng xã hội ấy là một cái phần tất yếu của cuộc sống. Nó phản ánh cái cuộc sống này. Tôi nói gì này, gì sống như thế nào ở ngoài đời ấy thì nó phản ánh đúng như thế ở mạng xã hội. Thực ra là các anh nói thế thì em cũng thấy hiểu hiểu đấy. Em thề là từ bây giờ
em sẽ không bao giờ thả thính ở trên mạng xã hội nữa. Việc toái thật ý.